Hello, Dương Nguyễn, xin mến chào đại gia đình nha. Theo như lời yêu cầu của các bạn, thì ngày hôm nay Dương Nguyễn sẽ làm một cái bài review sơ qua về cái Blue Gin của UAD. Và đây là cái Blue Gin chính hãng của UAD. Nó hoàn toàn không thể bẻ rắc được và hoàn toàn không thể cho tặng được. Nó chỉ có thể mua và mua. Và đặc biệt khi mua chúng ta phải có một cái card UAD nữa thì chúng ta mới xài được, còn không có card UAD cũng không xài được luôn. Cho nên các bạn không cần phải xin ha. Thì mình sẽ chỉ luôn. Bạn nào mà quan tâm tới những cái Blue Skin mà gọi là này á, một là các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà để mua UAD hoặc là cái cách mà để mua card UAD. Đó. Bên mình cũng có bán card UAD luôn ha. Còn trên cái trang chủ á, khi mà chúng ta mua á, nè các bạn cứ bấm UAD là nó ra, nó sẽ ra cái trang chủ nè. Cái trang chủ này á, là nó hiển thị toàn bộ những cái Blue Skin mà nó sẽ bán cho chúng ta xài. Đó, như thấy các bạn thấy không? Rất là nhiều. Mua hàng nè, cái này là Duy Nguyễn không có bán á, cái này là trang web nó bán, Duy Nguyễn không có bán. Duy Nguyễn chỉ giới thiệu các bạn thôi. Các bạn có thể vào đây, ví dụ các bạn muốn mua cái gì đó các bạn cứ vào đây, các bạn xem. Như chẳng hạn cái bộ Manlay to be rim này nè, nó đang bán là 74 đô. Đấy, 74 đô thì quy ra tiền Việt là bao nhiêu ta? Lanh quanh đâu đó có triệu mấy á, triệu mấy. Ừ, triệu mấy, 2 triệu gì đó, tầm đó. Coi như 80 đô đi phải không? Rồi. Thì cái Blue Gin này bắt buộc phải có một cái card UAD ha. Thì nếu các bạn không biết card UAD là gì, các bạn có thể lên trên cái Google đó, các bạn gõ card UAD là ra. Là các bạn sẽ hình dung về nó, cái card đó là để cắm vô máy tính, để chúng ta cắm hoàn toàn vào máy tính và nó sẽ thay cái máy tính nó xử lý cái plugin đó. Hồi nãy Duy Nguyễn xin lỗi nha, cái phần mềm Manlay này không phải Manlay này, Manlay loại đơn giản, còn cái loại mình review là cái bộ này 149 đô nè. Đó, đây cái bộ mà ngày hôm nay á, là Duy Nguyễn giới thiệu đến các bạn là bộ này. Bộ này đang được bán với mức giá là 149 đô, như vậy là nó tương đương với lại trăm rưỡi, khoảng gần 4 triệu, 3 triệu mấy, 3 triệu mấy chứ, 3 triệu mấy, 4 triệu gì đó. Ừ, 3 triệu mấy à, không tới 4 triệu. Đấy. Thì chức năng chính của nó là gì? Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn. Và một số các bạn mà đã từng mua sao card Apollo T-Win hay là những cái card UAD á, thì chắc chắn sẽ biết cái Blue này. Và chúng ta sử dụng nó như thế nào cho đúng. Thì ngày hôm nay là Duy Nguyễn hướng dẫn sơ cho các bạn luôn. Và đồng thời các bạn cũng có thể làm theo ha. Đó. Như ở đây á, là Duy Nguyễn đang xài con sao card Apollo, cho nên là nó thay cái card UAD, nó xử lý luôn cái plugin này. Khi chúng ta mua cái sao card Apollo là chúng ta đã xử lý được cái plugin này ha. Bây giờ đây giao diện, tổng giao diện của nó đây các bạn. Mình sẽ bắt đầu từ đâu đây ta? Ok, bắt đầu mình từ bên trái qua bên phải đi ha. Ok, Duy Nguyễn đang insert nó vào cái micro 1. Đâu rồi? À, group check hiệu ứng. Đây, nó nằm ở đây. À, nó nằm ở đây. Và đồng thời Duy Nguyễn mở luôn cái đồ thị đo EQ lên luôn. Để chút xíu nữa khi mà Duy Nguyễn nói bằng cái micro kia đó thì nó sẽ có tác dụng. Và cái micro mà Duy Nguyễn đang thí nghiệm ở đây là micro AT 4050 ha. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Nó đã có tác dụng rồi đó các bạn. Thì cái này là power. Power ở đây á, là để mình tắt cái bi này cho dễ. Power ở đây là tắt bắt tắt bật đó, bật nè, tắt bật trái đèn, đúng không? Quá đơn giản, không có gì phải nói hết. Rồi, cái cần gạt ở đây là gì? Cái cần gạt ở đây tức nghĩa là cái cần gạt cắt cái tần số thấp. Thì ở đây á, chúng ta để ở đây nó sẽ cắt 80. Chúng ta kéo xuống đây nó sẽ flat, flat tức nghĩa là phẳng, không cắt. Đó, còn khi chúng ta kéo lên 120 thì giọng hát của chúng ta nó sẽ mỏng hơn, nó sẽ cắt sâu hơn một tí nữa. Nhưng mà Duy Nguyễn là khoái giọng hát của Duy Nguyễn là nó sẽ dày, cho nên Duy Nguyễn chỉ cắt ở 80 thôi. Thì những cái tần số mà như 70, 60, 50 á, thì nó là những cái tần số nó hơi bị ù lì, nó bị gọi là tần số ồn á. Cái giọng hát của chúng ta đó, cái tần số đẹp nhất là nó nằm từ 80, nó nằm cho đến tầm 12.000, có những người nằm cho đến 15.000, nó nằm trong cái tầm đó thôi là nó đẹp nhất hả các bạn. Rồi, Duy Nguyễn sẽ cắt 80. Còn cái suột ở đây là gì? Tức nghĩa là cái suột tức nghĩa là cái đường dẫn. Thì đường dẫn ở đây là chúng ta đang xài micro, cho nên chúng ta sẽ gạt nó về cái chữ micro ha. Còn ở trên là dành cho nhạc cụ. Đó. Mình sẽ gạt nó về cái phần mic.
Ok, quá dễ, không có gì khó hết. Còn cái 0 độ và cái 180 độ ở đây nó giống như là điện mà xài đảo pha đó các bạn. Ví dụ như các bạn 0 độ mà các bạn nghe nó, các bạn cứ alo alo, các bạn gạt qua gạt lại, các bạn nghe cái nào nó hay với lại nó không có bị trễ thời gian á ha, là nó đúng, nó không có bị đảo pha. À, còn cái input này á, input này tức nghĩa là cái tín hiệu đầu vào. Thì cái tín hiệu đầu vào ở đây á, nó sẽ chia ra, ở đây nó sẽ chia ra input ở đây và output ở đây. Thì cái đầu vào á và cái đầu ra này chúng ta rất là quan trọng, chúng ta tinh chỉnh như thế nào để chúng ta ca nó sẽ không có bị ngợp. Thí dụ như cái input mà lớn quá, cái đầu ra nó nhỏ quá thì nó sẽ bị ngợp. Hoặc là input nhỏ quá, cái đầu ra lớn quá thì nó sẽ không có nặng ký. Đó, cái giọng hát chúng ta nó sẽ không có đủ kilogram, gọi là nó không có dày á. À, cho nên chúng ta tinh chỉnh làm sao nghe nó phải chắc mới được. À, nó phải chắc, cực kỳ chắc mới được. Thì lúc mà chúng ta chỉnh á, chúng ta phải alo alo alo, nghe nó mới cụ thể ha. Giả sử như input gì cho nó nằm ở đây. Bây giờ Dương Nguyễn sẽ bật cái micro lên. Alo. Để Dương Nguyễn đeo cái tai phone vào cái nghe nó mới dễ. Alo, 1 2 6 7. Rồi, cái này giả sử mặc định nó cho nó là 0 đi. Alo, 1 2 6 7. Rồi, ví dụ như input nó đang nằm giữa ha. Còn cái đây á, cái gain ở đây á, nó sẽ là tăng âm lượng. Ví dụ như gain 40 là nó nhỏ nè. Đó, gain 40 nè, mình nói chuyện nhỏ xíu à. Alo, 1 2 tăng lên 50 nè. Alo, alo, 1 2. Thì cái gain ở đây nó giống như là reamp vậy đó các bạn. Nó sẽ khuếch đại cái micro của chúng ta lên. Ví dụ tăng lên 60 nè. Alo, thì nó sẽ rất là lớn. Alo, 1 2 6 7. Đó các bạn nghe bây giờ nó sẽ rất rất là lớn. Còn cái nút ở đây nè các bạn. Cái nút ở đây nó sẽ là biểu trưng cho cái đồng hồ VU của chúng ta. Ở đây Duy Nguyễn sẽ để là GR, sẽ gạt về GR để cho Duy Nguyễn dễ đo cái trai shop ha. Trước tiên á, để chúng ta đo được cái trai shop á, chúng ta phải gạt nó về GR thì chúng ta mới đo được. Thì cái trai shop này cũng như những cái bài trước mà Duy Nguyễn đã nói á, cái trai shop này chúng ta tinh chỉnh rất là quan trọng. Chúng ta ngợp hay không là cũng do cái nút này nó quyết định nữa nè. Chúng ta chỉnh làm sao đó, như Duy Nguyễn đẩy quá nhiều nó sẽ ngợp, các bạn thấy không? Nó rất là ngợp. Tại vì nó vừa đủ cái ngưỡng nén của nó là nó tự động nó bóp lại, cho nên nó phải ngợp. Cho nên cái tay shop này chúng ta chỉnh làm sao mà khi chúng ta ca cái nốt cao nhất á các bạn. Alo. Đó, khi chúng ta la lớn lên hết cỡ mà nó chỉ nó cho nó nằm trong cái khoảng này thôi các bạn. Cho nó khoảng nằm dưới 7 ha, dưới 7 dưới 10 giùm Duy nha. Nó nằm ở mức này thôi. Nó trừ khoảng tầm 4-5 dB thôi là nó đã đẹp. Khi mà chúng ta ca thiệt lớn nó chỉ trừ tầm khoảng 4-5 dB thôi là nó đã lố dữ lắm rồi. Ok. Đó, Duy Nguyễn đã la hết cỡ, nó chỉ nằm ở mức đó. Thì khi chúng ta hát live chúng ta ca la giỏi lắm tới đó là hết cút. Ok chưa? Rồi, còn cái nút compressor tỷ lệ 3:1 này là mặc định của nó ha. Cái con Manley Voxbox này á, nó sẽ cho tỷ lệ nén là 3:1 các bạn. Cho nên chúng ta cứ để yên 3:1. Còn chúng ta không nén thì chúng ta gạt nó về bypass. Nó về bypass tức nghĩa là nó không còn tác dụng nữa. Cái chức năng compressor coi như là nó vô hiệu hóa, nó không còn tác dụng nữa. Rồi. Và cái exact với lại cái relay ở đây nó cũng giống như là trên những cái bộ compressor thông thường thôi. Nhưng mà ở đây nó sẽ rất là dễ xài. Nó rất là dễ xài. Tại vì nó sẽ phân ra nè, slow nè, max slow, medium nè, max fast nè, medium fast, rồi fast nè. Thì slow là chậm, tức nghĩa là mình để slow thì nó sẽ nén chậm, nó bắt đầu nén nó chậm các bạn. Còn khi chúng ta gạt về fast là nó sẽ nén ngay, nó sẽ nén ngay từ lúc chúng ta mở miệng luôn. Còn bây giờ chúng ta muốn nó ngọt ngào hơn, chúng ta muốn nó nén từ từ, tức nghĩa là khi mà chúng ta nói chuyện khoảng tầm chút xíu nó mới nén. Đó, thì chúng ta gạt nó về low. Thì cái slow này nó sẽ phù hợp cho chúng ta nếu mà chúng ta hát những cái bài bóp, ballad hay là cải lương, trữ tình đó, chúng ta sẽ gạt về slow để cho nó nhẹ nhàng, cái bài hát của chúng ta nó sẽ không có bị gọi là quá thô cứng. Ok. Còn cái relay này nó cũng tương tự. Ví dụ như thằng bên đây là bắt đầu thì thằng bên đây nó sẽ là kết thúc. Thì cái thằng relay này nó là kết thúc. Nếu mà chúng ta cho nó kết thúc liền thì chúng ta chọn fast. Thì khi mà nó kết thúc liền á thì nó sẽ đỡ nén hơn. Nó mình hiểu nôm na là vậy đi.
giống như là vừa bắt đầu bóp thắng, nhả thắng liền, thì xe nó chạy tới, giống như chiếc xe đang chạy, bóp thắng một cái, nhả thắng liền, thì chiếc xe nó vẫn tiếp tục nó trường tới. Còn chúng ta vẫn giữ cái thắng ở đó, thì cái giọng hát của chúng ta nó sẽ vẫn thắng, nó vẫn bóp lại, thì nó sẽ như thế nào, nó sẽ ngợp. Cho nên là cái relay này, nếu mà chúng ta không biết để chỗ nào, chúng ta cứ để thử nó là medium đi. Medium tức là vừa phải, thắng vừa phải, thả ra liền, thì cái này nó sẽ phù hợp cho hát live. Còn nếu mà chúng ta mix bài hay là master, chúng ta cần phải nghe, chúng ta phải có cái lỗ tai, dẫn lỗ tai lên nghe, nghe coi như thế nào là ngợp, mà như thế nào là không ngợp. Mình dặn làm sao mà cái giọng hát của mình nó văng khỏi cái lo là được. Còn cái giọng hát mình còn nằm trong cái lo, tức nghĩa là nó bị ngợp. Không, rất dễ, rất dễ. Ok. Còn cái link này á, là giống như stay 1-2, nhưng mà mình cứ để nó ở chữ link đi ha. Rồi, coi như cái phần bên đây là Duy Nguyễn giải thích xong hết rồi. Xong hết rồi đó. Còn phần bên đây nó liên quan đến cái EQ. Đó, bên đây là chất lượng ha. À, cái hiệu ứng này nó thiết kế rất là khoa học. Tức nghĩa là những cái gì mà liên quan đến bên trái á, nó sẽ liên quan đến độ nặng, độ dày của giọng hát. Còn cái bên phải nó sẽ là màu sắc của giọng hát. Thì thường á, khi chúng ta đo cái độ dày xong hết rồi, chúng ta sẽ chỉnh sắc thái giọng hát lại. Thì cái đĩa xì này á, nó sẽ là chống, chống xì. Thì chống xì ở đây là gì? Chống xì ở đây tức nghĩa là những cái chữ mà nó mang là chữ X nè, chữ S nè, T nè, những cái gì mà nó xịt 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 hát trong họng mà nó văng nước miếng luôn, nó văng vô mặt người ta, gọi là xì. Cho nên á, cái chống xì này á, chúng ta có nên xài hay không? Thì thường á, nếu mà chúng ta xài những cái micro mà nó rẻ tiền á, thì cái độ xì của nó rất là chát. Cho nên chúng ta bắt buộc phải lọc xì đi. Đó, hoặc là chúng ta xài bằng một cái pop filter hay là một cái gì mà nó ngăn cản được cái tiếng xì của micro ngay từ đầu vào á. Đó, để mình giảm bớt đi cái đó, thì chúng ta bật lên đĩa xì. Đó. Còn những cái micro mà thực sự nó đắt tiền, cái tiếng xì đã đẹp á, chúng ta cũng chả cần phải lọc đâu. Khi mà chúng ta lọc cái này chẳng khác nào là chúng ta lại cho nó quay về cái micro này rẻ tiền nữa rồi. Đó, thì chúng ta có nên xài hay không? Thì đó là do quyết định của chúng ta ha. Tại vì khi mà chúng ta đĩa xì nó, thì nó sẽ tự động nó cắt nè. Nó cắt tần số, ở đây nó cắt 9.000, 6.000, 3.000, 12.000. Thì mỗi cái giọng mỗi người nó mỗi khác. Có người là cắt ở 9.000 là nó sẽ bớt xì. Có người cắt ở 6.000 nó sẽ bớt xì. Cho nên không ai giống ai hết. Cái lỗ tai, mình nghe mình phải có cái lỗ tai. Nhưng mà thường nó nằm loanh quanh 9.000, 6.000 ha. À, như cái micro ví dụ nó xịn rồi, và chúng ta xài một cái bóp filter xịn rồi, thì chúng ta ngăn cách cái micro rồi, thì chúng ta tốt hơn nên bypass đi. Bypass tức nghĩa là không xài. Đó. Ok. Rồi. Cái dưới là EQ. Không. EQ. EQ ở đây nó sẽ phân ra là low, mid, high. Tương tự như là bass, trung, treble, gọi nôm na là vậy. Thì cái low ở đây á, nó sẽ cho chúng ta tăng. Cái mid ở đây á, nó sẽ cho chúng ta giảm. Các bạn thấy không? Tại sao nó để là -10? Tại vì sao cái mid ở đây nó lại là -10? Tại vì nó muốn chúng ta trừ, nó không muốn chúng ta cộng. Ở đây nó chỉ cho chúng ta tăng low và tăng high thôi. Thì cái giọng hát của chúng ta thường á, chúng ta sẽ tăng từ cái quãng mà ví dụ như low nó sẽ nằm ở 100 nè, cho đến 200, 300 gì đó, tùy chúng ta. Mỗi người sẽ có một cái low khác nhau. Như ở đây ví dụ như Nguyễn để 150. Rồi, bây giờ mình thử nè. Alo, alo, 1, 2, 1, 2. Thì các bạn cứ dặn maximum đi, các bạn nghe. Alo, 1, 2, ui dạ, gớm quá. Alo, 1, 2, 1, 2, vẫn còn gớm. Alo, 1, 2, 1, 2. Alo, 1, 2, 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2, 1, 2. Rồi, ví dụ như ở 150 mình thấy nó hay rồi, thì bắt đầu mình giảm lại. Mình giảm vừa phải thôi. Tại vì mình tăng quá như vậy ca là nó ghê lắm, phải không? Rồi, alo, 1, 2, 1, 2. Tương đối, tương đối. Còn cái mid này á, là trừ. Trừ là nó muốn chúng ta trừ đi những cái xấu. Đó. Thì thường á, trừ là trừ những cái chỗ ngàn nè, 500, 300. Thật sự mấy cái này, cái nào trừ cũng được hết trơn. Alo, alo. Mấy cái này là mấy cái dơ của giọng hát, chúng ta nên trừ chứ không nên tăng. Ví dụ như 3.000, 4.000 thì nên tăng. Nhưng mà ở đây nó không cho tăng.
ở đây nó không cho tăng thì chúng ta lát nữa chúng ta tăng bên đây đó. Thì bây giờ Dương Nguyễn sẽ tạm cắt nó ở 1.000, ví dụ cắt lên nè, càng cắt này nó càng đẹp. Các bạn để ý đi, khi mà chúng ta cắt ở những cái tần số mà tầm lanh quanh 1.800, nó sẽ làm cho cái giọng hát chúng ta nó mềm mại hơn rất nhiều. Cho nên là khuyến khích nha, khuyến khích các bạn nên cắt ở đó. Và cắt vừa phải thôi, chứ đừng có cắt mà cắt lố luôn, vậy là cá mất luôn cái dãy đó của người ta ha. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, thì cắt ít cắt nhiều, lát nữa mình hát á, mình vừa hát vừa chỉnh. Còn cái hai này là tăng. Tăng ở đây á, là 10.000, 8.000. Thì những cái chỗ này là những cái chỗ mà cái giọng hát mình nó sẽ nổi trội, nó sẽ sáng cái giọng lên. Còn thí dụ như 4.000, 3.000, lát chúng ta muốn tăng, chúng ta thêm một cái EQ ở ngoài nữa chúng ta tăng cũng được, không nhất thiết là phải tăng trong đây. Nhưng mà ngày hôm nay là mình chỉ giới thiệu cái bộ này, cho nên mình chỉ hát bằng cái bộ này thôi. Alo, 1, 2. Nó các bạn nghe, chỗ nào đẹp nhất thì các bạn để. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo, 1, 2. Rồi, Như Nguyễn để ở 10.000. Alo, 1, 2. Rồi. Alo, 1, 2. Coi như nãy giờ là chúng ta đã đo input xong, compressor xong, preserve xong hết rồi, EQ xong hết rồi. Và cái điều cuối cùng là gì? Chúng ta sẽ output nó. Output nó, ở đây chúng ta output nó bao nhiêu cho nó vừa. Thì cái output này nó tùy thuộc vào cái âm lượng của nhạc. Giả sử như bây giờ Dương Nguyễn mở cái bài nhạc. Hôm nay bị khan tiếng quá, mọi người thông cảm nhé. Đó. Thì mình output làm sao để mình ca nó vừa với nhạc là được. Đó, mình tăng lên miếng là nó đẹp hơn. Bây giờ Dương Nguyễn sẽ thu thử đoạn này, hát live cho mọi người nghe ha. Xem nãy giờ mình chỉnh có hay không ha. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Em đang nơi đâu, em thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng ai. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Nghe cũng khá ổn đó mọi người. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi thôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẽ lối tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong. Cỏ cây như muôn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu, dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Đó, khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc để chỉnh thì chúng ta chỉnh không cần phải nghe, chúng ta chỉ cần chỉnh sơ thôi là nó đã khá ổn rồi. Và khi chúng ta thu, chúng ta muốn hoàn chỉnh hơn, chúng ta có thể tinh chỉnh sơ lại hoặc là thêm thắt một số plugin nữa. Và cái plugin này thực sự mà nói thì chỉ cần một mình nó thôi là đã đủ rồi các bạn, không cần phải thêm bất kỳ plugin nào hết. Nếu mà chúng ta chỉnh khéo chỉ cần vậy là đủ. Còn chúng ta muốn thêm thắt thì chúng ta có thể thêm ở dưới ha. Em đang nơi đâu, em thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng em. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong.
chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai em sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Ok. Đó thì vừa rồi là Dương Nguyễn đã trình bày cho các bạn nghe thử ha. Và các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái Blues Game này thì các bạn có thể lên cái trang chủ. Cái trang chủ thì hồi nãy mình đã có giới thiệu mọi người rồi ha. Đó. Còn các bạn muốn mua cạc UAD hay là những cái gói Blues Game mà cơ bản á thì cũng các bạn cũng có thể liên hệ với lại trực tiếp với Dương Nguyễn. Còn nếu mà chúng ta mua lẻ từng Blues Game á thì chúng ta nên lên trang chủ, chúng ta chuyển khoản cho họ là xong. Rất đơn giản. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Em đang nơi đâu, em thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng ai. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Nghe cũng khá ổn đó mọi người. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi thôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Cỏ cây như muôn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha, bài ca in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai. Đó. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc để chỉnh thì chúng ta chỉnh không cần phải nghe, chúng ta chỉ cần chỉnh sơ qua thôi. Các bạn thấy không, khi mà mình chỉnh sơ sơ lại thì nghe nó sẽ hòa quyện hơn. Thì tại vì lúc đầu á, cái tray shop mình đo chưa đúng. Tại khi mình hát á, chắc chắn mình sẽ hát nhỏ hơn lúc mình la. Cho nên cái tray shop á, mình cần phải điều chỉnh sơ lại tí thì nó mới hay được. Thôi là nó đã khá ổn rồi. Và khi chúng ta thu, nếu mà chúng ta chỉnh khéo chỉ cần vậy là được. Mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân, nhẹ nâng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai em sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha. Như mà Dư Nguyễn đang thấy ở đây á, thì cái EQ mình nâng nó cũng chưa có thực sự gọi là nó quá đầy. Các bạn thấy cái đồ thị từ cái chỗ mà 4.000, 5.000 nó vẫn chưa có đã. Thì chúng ta vẫn có thể tăng, vẫn có thể tăng thêm. Ví dụ chúng ta thêm một cái EQ nào đó, một cái EQ nào đó ha. Đó, một EQ nào đó cho nó phù hợp. EQ nào mà dễ chỉnh là được. Ví dụ như giả sử như cái này cũng được, không thành vấn đề. Nếu mà mình đã quen rồi thì mình chỉnh cỡ nào cũng ra. Các bạn nghe thử. Vắng ai. Đấy. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Nghe cũng khá ổn đó mọi người. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi thôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Ok, sơ sơ vậy thôi. Rồi, kỳ này là chào tạm biệt thiệt nha.